Bạn nào có nhu cầu mở game quân hàng Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Gaming.vn. Đây là shop hàng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Đã được. Đã được luôn. Bên nó. Đã được mà. Có tem rồi, có tem rồi. Ui sời, anh không sợ chúng mày đá đâu. Anh là Kelly okay nóc. Luôn. Anh là Kelly nóc xưởng mà. Anh là Kelly nóc xưởng nên chúng mày đá chúng mày chỉ có thua anh thôi. Ok luôn. Ôi trời, mẹ nó. Đánh. Không phải anh à, không sao để em được. Không, 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 anh rơi xuống tại vì anh ngáo quá. Này anh chỉ gáy thôi, có gì cho anh xin lỗi nhá. Nếu đá thì nhớ chấp anh để anh cho anh lên thách đấu nhá. Không, không tha được. Ok ok, anh lên đường nóc sở rồi. Ê, anh em đi tự tử đi. Anh em đi tự tử đi. Ok đi. Anh em đi tự tử đi. Đi tự tử đi. Đi ra chết bo để xem anh thể hiện nào. Ra chết bo để xem mình thể hiện nào. Đấy. Nó phải chất. Cố lên đấy. Anh em cứ tin tưởng vào anh. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, tin tưởng đồng đội vào cái kết. Bây giờ người ở dưới kia ném lựu mình phát là mình chết luôn. Lúc đấy là các bạn ba bạn này sẽ mất niềm tin vào Kelly Gaming. không sao, có 8 bình máu mà, không sao. Từ khi nó lên được thôi. Nó lên được nó bắn thì mong là nó không lên được. Đồ chủ con máu của anh Kelly. Mình phá cái bông keo này đấy anh em ạ. Hello XTL nhá. Lâu rồi mình chơi lên nóc nhầm. Thì anh em cứ bảo là mình trước là mình lên nóc xưởng đúng không? Anh em bảo mình chơi bẩn. Bây giờ là mình dạo này là mình không lên nữa tại vì mình không có máy tính để mà lên á. Thì anh em bảo em nhớ anh Kelly nóc xưởng quá, em nhớ anh Kelly chơi bẩn quá. Đấy thì bây giờ mình chơi bẩn cho anh em xem này. Yeah boy. Đây được gọi là chơi bẩn hay là chiến thuật anh em nhỉ? Kelly chơi bẩn. Đây chắc gọi là chơi bẩn rồi đúng không? Đâu, cái này chiến thuật mà. Sai, đây gọi là chiến thuật à chơi bẩn. Quá chuẩn luôn. Anh em biết bẩn. Ai là người sáng chế ra cái nóc sửa là cái mà cuốn máu nóc sửa không? Mình là người cái làm video cuốn máu nóc sửa trước đây anh em ạ. Wow. Anh Kelly là người leo nóc sửa. Anh em thấy đấy ạ. Cuốn đi anh. Đồ. Win rồi. Rồi win. Em bạn tao thua rồi đấy. Anh Kelly chim bẩn. Ôi. Ui sổ ơi, thắng luôn. Thắng luôn giao đầu. Em đại kiện tướng tử chiến nè. Anh mày thì ghê rồi kia được ạ. Nhưng mà anh thấy mày bắn gà thế sao mà lên nhanh thế? Thế thì kệ tao. Mày bắn gà sao mà lên đại kiện tướng nhanh thế? Anh mày bắn hai như thế này còn không lên được này. Em đang đi ỉa vừa bình luận cho anh nè. Thành niên giang to gờ gì kìa. Giang chất trời ấy. Được. Hảo án. Anh Kelly anh cho Kelly Hiền Thảo cờ lê đi, nó ban spam. Ok luôn. Anh đây, bạn của XL đúng không? Ok anh cho nhá. Nếu mà không ban spam cho anh thì anh hủy cờ lê nhá. Bạn XL nó không uy tín, không biết bạn của XL có uy tín không? Không sao, trận này tuy là không có cái bo để mà cuốn máu nhưng mà mình bắn hay mà mình sợ gì, mình cứ xông lên thôi. Đâu anh còn sót hết. Ôi đâu mù anh Kelly ơi. Ôi rồi xong xong luôn, không sao anh em, nãy mình gáy thôi. Nãy mình gáy thôi em ạ, chứ mình bắn gà lắm. Mình được mình tuy bắn gà nhưng mà được cái bắn ngu còn kèm theo là gáy nữa. Rồi mấy cây rau này anh em cứ bắn thoải mái đi, anh em cứ khô máu với chúng nó đi. Khô máu luôn. Ông Kelly hack rồi. Rồi. À, ai bảo mình hack đấy? Ai bảo mình hack đấy? Mình bắn gà như thế này, bắn toàn máu vàng thế này anh em bảo mình hack. Đâu vậy? Mình bắn gà như thế này, em bảo mình hack là sao? Ảo thế đấy. Anh em xem này.
không kill này, không 2-3 đam, ít đam nhất tem luôn. Thế mà bảo mình hack. Anh em yêu quý mình thì anh em qua Bora cho mình xin muốn hợp view nhá. Nó qua kì rồi. Ôi xời ơi, đây này, đây mới gọi là hack này. Mình bật hack để mà chơi rồi, anh em thấy chưa? Máu đỏ. Ra đạn ra vào đầu. Đâu, không có kèo. Đi lên, không sợ lên. Ai? Không sao, em cứu anh. Không, chẳng qua game nó dế quá nên mình cho đồng đội thể hiện xíu mọi người ạ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Ui, trước mặt kìa, yếu rồi. Hồi xong đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó phải chết. Bản thách 100 không, đây là bản thách 100 không. Đây bản thách 99k đấy. Thôi thôi anh không cần bom keo nữa đâu, bom keo anh chả có tích sự gì trong mấy cái map này. Keo lùi. Kelly nổ. Thế rồi. Kelly 2 đem thất bom 2 kill. Hả? Ui. Rồi rồi toang luôn. Chưa gì có người đốc kìa. Nãy là mình chỉ đùa anh em thôi. Bây giờ á là mình kiểu như là chơi thật này. Bây giờ mình cứ ra đạn vào đầu nhá anh em xem nhá. Mình bật hack lên rồi. Mình bật hack lên rồi anh em xem này. Từ giờ mình sẽ chứng minh cho anh em xem là Kelly không bao giờ nổ. Đâu? Anh Kelly. Ui. Ô từ từ đấy, đấy là lối thôi, đấy là lối thôi, đấy là lối thôi. Đấy là lối. Đây, có người. First blood. À. Ôi, ơi. Ở đâu ấy? Anh em cứu được không? Cứu đi đẹp ơi. Ô, nó kia em ở đây này. Nhà mình có người anh kia đi ạ. Từ anh kia đi ạ. Ỉa với em không anh Kelly, em đang ỉa vừa xem livestream anh nè. Mẹ, nay nhiều thanh niên ỉa vừa xem livestream đấy. Một thằng mất tay phải ăn yếu rồi. Quê. Mẹ, thằng này cứ ra tay là ném cướp vào đầu mình. Rồi toa. Trên nóc này. Lâu anh ơi. Hello ê, anh em công lên. Bắn nó. Ok, hay lắm. Quá anh em ơi. Ok cho anh xin bóng keo nhá. Ok luôn. Đây anh chị đi ơi. Ok. Đây nè. Ok, ui rồi. Anh em cover hai phía cho anh nhá. Anh em chạy cover hai phía cho anh nhá, đừng cho nó ra chỗ anh nhá. Ok anh. Đây nha, mình sẽ hướng dẫn anh em cách lên trèo lên trên nhà máy điện này nhanh nhất nhá. Đây. Trước tiên đặt bom kẹo. Cứ thế mà nhảy hai phát lên. Nhảy hai phát lên. Đấy, anh em thấy chưa? Dạo này mình không lên chậm như ngày. Ôi. Anh ok lên anh lên rồi, anh okay lên rồi. Dạ này mình không lên chậm như ngày trước rồi. Bây giờ Kelly này có kỹ năng rồi. Không, tự tử đi anh em, tự tử đi. Lần này anh em cứ tin tưởng vào anh. Đấy em ạ. Thấy chưa? Mình bắn hay quá, đồng đội phải tin tưởng mình như thế. Ôi, đừng bắn. Cho team nó cơ hội. Cho team nó cơ hội đi, cho team nó cơ hội đi. Đấy, đúng rồi. Phải cho team nó cơ hội. Chừa cho team bạn một con đường sống. Ok. Bây giờ sân chơi gáy sẽ là của anh. Bây giờ team nó còn 2 thằng đúng không? Thôi chắc chắn là nó thua rồi. Đây này mày lên. Lên đây. Ừ. Nó lên giàn giáo nó bắn đấy. Giàn giáo bên trái anh kìa. Anh Kelly ơi, cảm giác hôm nay em làm cờ lê bị bơ quá. Đâu, anh đang tập trung vào chơi game mà. Anh vẫn đọc comment của mọi người nhưng mà anh ừ đúng là bơ thật nhỉ. Nhưng mà anh đang tập trung chơi game. Đó.
Có thật chứ anh Kelly nhỉ? Đâu, ai chửi? Tuấn Anh Nguyễn. Tuấn Anh Nguyễn, Kelly Boy. Ok, Kelly Boy. Anh em qua bao ra cho mình xin một người một view nhá anh em nhá. Ôi Vin rồi. Anh Kelly nó ghi nhớ. Anh em qua bao ra đi anh em ơi. Mọi người ở bên YouTube qua bao ra cho mình xin một người view nhá. Rồi xong. Hiện tại là mình đang live stream ở bên Bora á. Rồi. Em ok anh em ơi. Sau trận này ra đá nha. Rồi, team bạn toang rồi. Bây giờ team bạn chỉ còn nước là tự tử thôi. Tự tử thôi anh em ạ. Cái tầm này thấy bạn là sao mà ăn được nữa. Ôi chứ bạn cũng có người mang cái mô mà anh Kili. Có à? Cái bạn có người mang cái năng. Nhưng mà họ không đủ máu để tăng bằng anh đâu. Đấy, win. Yeah. Win anh em ạ. Kili chơi bẩn, comeback. Đá, đá, không có rô kiên ơi. Kili chơi bẩn, comeback. Anh em cho mình xin cái lửa chai ở bên Bora cho nó ấm xíu nha. Đá đi anh em, đá đi. Đá thoải mái. Đá, 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 đá bỏ rô kiên này. Nốt trận là lên huyền thoại rồi anh em ạ. Nốt trận lên huyền thoại rồi.